Vừa nhìn thấy người giàu, vội vàng lẩn trốn, mau mau chạy đi. Như vậy làm sao có thể giúp được người nghèo? Mình phải hóa trang thành người nghèo gần gũi với họ. Họ nhìn thấy na ná mình, hợp với mình, liền nói chuyện được với nhau. Bồ Tát có trí tuệ này đều phục hậu đắc trí, sai biệt trí. Ngài dùng phương pháp này gần gũi tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Ngài từ chỗ này được giải thoát, tu tập chứng quả. Do đây mà biết chúng ta muốn học phải học giúp đỡ tất cả chúng sanh, phải biết rằng giúp đỡ chúng sanh là giúp đỡ mình. Ở chung với tất cả chúng sanh, chỉ cần nắm bắt một nguyên tắc: tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, giúp đỡ vô điều kiện, đương nhiên người ta vui lòng, vui lòng tiếp nhận, cũng vô cùng cảm kích quý vị. Giúp đỡ người khác kèm theo những điều kiện. Người ta tuy rất khốn khổ, không còn cách nào đích thực mới nhờ quý vị giúp đỡ.